Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là điện thoại Hono 7i với tên mã là ATH UL00 UL01. Khi các bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần pin của điện thoại Hono 7i, lỗi hỏng, pin phồng rộp, pin khởi động lúc lên lúc không, cần một địa chỉ thay mới pin cho điện thoại Hono 7i, các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di Động Cao Cấp .vn. Chúng tôi có sẵn tất cả linh kiện trên Hono 7i nói chung và phần pin của điện thoại Hono 7i nói riêng thay mới các bạn. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di Động Cao Cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới pin cho Hono 7i với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với những khách hàng ở xa không điều kiện đến với Di Động Cao Cấp .vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi ship pin Hono 7i đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Khách hàng nhận được pin, khách hàng thanh toán tiền thì bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới pin của điện thoại Hono 7i tại Di Động Cao Cấp .vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện của điện thoại Hono 7i hàng đầu Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị các bạn.